Kính mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có 300 câu hỏi thường gặp nhất về đạo Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình 300 câu hỏi về lịch sử giáo hội Công giáo hôm nay, chúng ta cũng đến với một trong những câu hỏi mà người Công giáo ít khi muốn nhắc tới, bởi đó là một nỗi đau mà cho đến nay nó vẫn còn rất nhức nhối, cầu ơn Chúa để được chữa lành. Câu hỏi 211: Tại sao lại xảy ra cuộc đại ly giáo của giáo hội Đông Phương? Cuộc đại ly giáo của giáo hội Đông Phương là một trong những thời khắc đen tối nhất trong lịch sử của giáo hội. Giống như những cuộc ly giáo sau này, cuộc ly giáo của giáo hội Đông Phương xảy ra vì lý do chính trị dưới cái mát học thuyết giáo hội. Giáo hội Đông Phương có trụ sở ở Constantinople, bắt đầu trở thành một giáo hội chính quyền của hoàng đế. Trong khi đó, giáo hội Tây Phương có trụ sở ở Roma lại dựa vào thế lực của các vua Pháp và hoàng đế La Mã. Sự chia rẽ diễn ra vì một vấn đề về chính trị và quản trị của giáo hội. Ignatius là thượng phụ của Constantinople từ 847 đến 858 và là con trai của hoàng đế Byzantine Michael. Ông nhậm chức ngay sau làn sóng bài trừ tượng thánh lần thứ hai. Cũng cần phải nhắc đến ở đây, làn sóng bài trừ tượng thánh là một lạc giáo chống lại việc dùng ảnh tượng hoặc hình ảnh của Đức Kitô và các thánh, kéo dài từ năm 814 đến năm 842. Vì quá nhiệt thành trong việc phục hồi lại ảnh tượng và chú trọng tính chính thống của giáo hội Đông Phương trong đế chế Byzantine, ông đã dẫm chân lên một vài vị, trong đó có Tổng giám mục Shikakusa, là người đã gửi thỉnh nguyện lên giám mục Roma, giáo hoàng Leo thứ tư để xin giúp đỡ. Điều này đã gây ra sự căng thẳng giữa giáo hội Đông và Tây Phương. Sau đó, Ignatius bị phế truất vào năm 858 và được thay thế bởi Photios, người được hoàng đế Michael thứ ba đặt lên. Ignatius đã gửi thỉnh nguyện lên Đức Giáo hoàng Nicola thứ nhất, giống như Tổng giám mục Siracusa trước đó đã gửi cho Đức Giáo hoàng Leo thứ tư. Photios đã bị phế truất vào năm 967 khi hoàng đế bị sát hại. Và Ignatius đã tái tuyên bố chức vụ thượng phụ giáo hội Constantinople từ năm 867 đến năm 877. Khi ông qua đời, Photios đã trở lại làm thượng phụ từ năm 877 đến năm 886. Mưu đồ chính trị qua lại giữa hoàng đế Byzantine và giáo hoàng ở Roma chỉ tiếp tục leo thang khi các thượng phụ ở Constantinople bị rơi vào vòng phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ của hoàng đế Đông Phương. Mặt khác, Đức Giáo hoàng cũng không có đối thủ thế tục nào từ sau khi những người Barbarian tiêu diệt các hoàng đế Roma vào năm 476. Mối tương quan giữa giáo hoàng ở Roma và thượng phụ của Constantinople trở nên căng thẳng nhất vào thế kỷ 11. Thượng phụ Michael Cerularius đã xem các tín hữu Công giáo Latin là những kẻ lạc giáo bởi vì họ sử dụng bánh không men khi cử hành thánh lễ.
trong khi các Kitô hữu Đông Phương có truyền thống chỉ sử dụng bánh có men. Sicily trước đó đã nằm trong sự kiểm soát của Byzantine hàng thế kỷ cho đến khi người Norman thôn tính và thiết lập nền các phong tục và hàng giáo sĩ của giáo hội Latin Tây Phương. Đức Giáo hoàng Leo IX vào năm 1048 tìm cách tái thiết lập sự kiểm soát đối với bán đảo Italia và khuyến khích hoặc nếu cần ép buộc giáo hội Byzantine trở về Đông Phương, ít nhất là về Constantinople, và để giáo hội Tây Phương cho giám mục Roma điều hành. Vào năm 1052, Thượng phụ Cerularius đã đóng cửa toàn bộ nhà thờ Latin ở Constantinople để trả đũa việc các nhà thờ Byzantine Hy Lạp ở Sicilia bị Roma hóa theo như cách nói của ông. Đức Giáo hoàng Leo đã gửi Hồng y Humberto như vị đại diện cho mình đến để giải quyết mọi chuyện. Trong khi đó, Cerularius đã bắt đầu khuấy động sự chống đối giáo hội Latin bằng cách than phiền rằng Giáo hoàng Roma đã thêm cụm từ Đức Chúa Con vào Kinh Tin Kính Nicea mà không có thẩm quyền xác đáng. Mặc dù Đức Giáo hoàng có thẩm quyền về vấn đề ấy, vì Ngài là người đứng đầu tối cao của giáo hội và là người kế vị của Thánh Phêrô, nhưng trong thực tế chính giáo hội Công giáo Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 6 đã thêm cụm từ ấy vào Kinh Tin Kính Nicea. Sau đó, theo thời gian, nó đã trở nên thịnh hành và phổ biến hơn ở Tây Phương. Đến ngày nay, giáo hội chính thống Đông Phương và giáo hội Công giáo Byzantine loại bỏ cụm từ và Đức Chúa Con trong tiếng Latin khỏi Kinh Tin Kính và chỉ đọc rằng Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha mà ra. Tuy nhiên, giáo hội Tây Phương vẫn giữ nguyên cụm từ này và tuyên xưng vào mỗi ngày Chúa Nhật cùng những ngày lễ trọng rằng Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Như vậy, từ một cuộc tranh luận thần học nhỏ, Cerularius và Humberto đã lợi dụng nó để đặt dấu chấm hết cho mối tương quan giữa Đông và Tây Phương. Hồng y Humberto, đại diện cho Đức Giáo hoàng Leo IX, đã vào vương cung thánh đường Sofia ở Constantinople và để nhắc lại sắc chỉ tuyệt thông của giáo hoàng dành cho thượng phụ Cerularius trên bàn thờ. Và từ đó, cuộc ly giáo giữa Đông và Tây Phương đã chính thức bắt đầu. Cho đến thời điểm này, Đức Thánh Cha Francisco không ngừng nỗ lực tổ chức các cuộc đối thoại về tư tưởng thần học, cũng như việc cùng thực thi bác ái và phục vụ công bình giữa các giáo hội Đông và Tây Phương. Chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện và hy vọng giáo hội con cái Thiên Chúa được hiệp nhất trong cùng một thần khí và sự thật. Và câu hỏi tiếp theo trong tuần này liên quan đến một vị thánh đã trảo bước những vùng đất khác nhau. Ngài cũng đã viết rất nhiều bức thư hướng dẫn và đồng hành với giáo hội mà Ngài đã thiết lập. Các bức thư ấy đã được ghi lại trong Tân Ước. Đến lúc này thì các bạn có thể đoán ra được vị thánh mà chúng tôi muốn nói đến ngày hôm nay là gì rồi phải không? Đó chính là Thánh Phaolô. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ 212. Câu hỏi 212. Đâu là những hành trình quan trọng của Thánh Phaolô? Saul, người được gọi là Phaolô sau khi hoán cải, đã trở thành vị tông đồ cho các dân ngoại. Kinh Thánh Tân Ước có đầy những chứng từ, thư từ và hướng dẫn cho các hội thánh khác nhau do Thánh Phaolô thiết lập. Tin mừng được Thánh Phaolô truyền bá qua từng đợt. Khi Ngài rao giảng khắp châu Âu, các cộng đoàn được thành lập ở Philippi, Thessalonica và Corinto. Thánh Phaolô còn đến tận Athens, vốn được biết đến như trung tâm văn hóa trong thời cổ đại. Ở đây, Ngài đã tranh luận về tin mừng với người Hy Lạp ở trình độ triết lý của chính họ. Ngài đã đi đến châu Á cũng như châu Âu và đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Người Do Thái căm ghét Ngài và không thèm lắng nghe thông điệp về Chúa Giê-xu và Đấng Messiah. Thế nhưng, Ngài vẫn đạt được những thành công lớn hơn trong việc truyền bá đức tin, đặc biệt ở Corinto. Tổng cộng, Ngài đã dấn thân vào 4 cuộc hành trình. Cuộc hành trình cuối cùng đưa Ngài đến với Roma, nơi Ngài bị bỏ tù.
trên đường đến Jerusalem vì dính líu đến một cuộc nổi loạn chính trị. Ngài bị bắt giam và bị áp giải về một nhà tù ở Caesarea. Ở đó, Ngài đã tuyên bố mình là công dân Roma với quyền thượng cầu lên hoàng đế. Và do vậy, Ngài đã được đưa đến Roma. Ngài đến Roma trong vòng 2 năm sau khi bị bắt, và trong suốt thời gian đó, Ngài đã luôn trao giảng tin mừng. Người ta tin rằng cuối cùng Ngài đã được tự do rồi đi đến Tây Ban Nha và sau đó trở về vùng Tiểu Á và Hy Lạp. Các thư Tân Ước gửi cho Timôthê và Tito xác nhận khoảng thời gian này, một lần nữa Thánh Phaolô lại bị bắt làm tù nhân ở Roma. Ngài đã bị xử tử vào năm 67 sau Công Nguyên. Trong lá thư năm 95 sau Công Nguyên gửi cho hội thánh ở Corinto, Đức Giáo Hoàng Clemente đã nhắc đến biến cố cả Thánh Phaolô và Phaolô đều bị xử tử ở Roma. Thánh Phaolô bị đóng đinh vì Ngài không phải là công dân Roma, còn Thánh Phaolô, một công dân Roma, bị chém đầu. Chém đầu là một hình thức xử tử nhanh chóng hơn và vì thế được xem như nhân đạo hơn. Thánh Phaolô được xem là một trong những trụ cột của hội thánh công giáo Roma. Nhờ vào hoạt động truyền giáo của Ngài ở Roma và việc tử đạo cuối cùng của Ngài, trong lá thư gửi các tín hữu Corinto, Đức Giáo Hoàng Clemente đã chứng nhận di sản của Thánh Phaolô. Ngài nói rằng Thánh Phaolô đã cho thấy một sự kiên trung vĩ đại trong suốt thời gian tù tội, bị lưu đày và bị ném đá, thế nên phải được xem như một người có đức tin trỗi vượt. Ngài đã làm chứng cho tin mừng trước các nhà cầm quyền, các triết gia và thường dân. Thánh Phaolô là một trong những người vĩ đại nhất đã làm chứng cho Đức Kitô Giêsu và đã mở rộng Kitô giáo bằng chứng từ của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.